vậy Vy? Con này ra đây rồi. Đi con đâu rồi? Ai mở cửa đây? Anh mong mở cửa hả? Con ơi! Con đâu rồi? Con ơi! Trời ơi, nhà chỉ mở như thế này. Con ơi! Đi đi đi, coi giờ đi xuống nhà đi tìm con nhé. Đập chứ. Anh thấy chưa? Đi, nhà